thưa các bạn, nhưng năm 1970, một cái tên thường được nhắc đến ở đâu đó là Việt Phương và tập thơ Cửa Mở của ông. Những câu thơ lạ tai, ngộ ngộ của Cửa Mở xuất hiện như tình cờ, như cố ý. Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Hay đời bật đèn xanh cho sự sống, ta hồi sinh trong mỗi cái hôn đầu. Thời ấy những câu thơ như thế thật sự lạ và làm say lòng người. Còn lạ hơn khi Cửa Mở bị đánh giá về tư tưởng, đến mức Tổng Bí thư Lê Duẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phản đối gì thì tập thơ mới được cho qua. Những bài thơ đi cùng năm tháng xin được gửi tới các bạn một bài thơ trong tập thơ Cửa Mở. Ở bài thơ này, cái hay, cái lạ, cái sức nặng suy tưởng thể hiện trước hết bởi nó được Việt Phương viết cho người yêu của người yêu của mình. Bài thơ Gửi Người Chưa Từng Gặp. Tôi viết gửi anh, người chưa từng gặp mặt. Anh, người yêu của người yêu của tôi. Anh đã yêu như khi loài người biết yêu lần thứ nhất, một tình yêu mặt trời, sáng ngời, người con gái 20. Nếu cô ấy để tắt tia nắng đó, thì tôi không thể nào yêu cô ấy nữa. Sau 15 năm, cô ấy một lần tâm sự với chồng, vẫn thường những chiều quê, hương gió dọc bờ sông. Hoàng hôn êm đềm, thoang thoảng hương cau. Những cảnh quá quen bỗng sống lại nguyên sức sống ban đầu, xa và bâng khuâng như kỷ niệm, gần như chính thân thể mình. Một lùm tre rượi xanh, mấy hàng rau cà, chim chiếc tiếng gà, bóng nghiêng nghiêng mẹ già, vương một làn khói bếp. Cô ấy nhớ anh. Tình yêu đầu mở cuộc đời như một bình minh hơn cả mặt trời. Anh không lặng và không tắt, chiếu lên tâm hồn cô gái dáng hồng của tình yêu anh. Và cô ấy không giống bất kỳ người nào khác. Anh sống mãi trong vở tôi như tiếng hát. Đêm nay, nép vào ngực tôi, cô ấy nhắc tên anh. Và tên anh thành lời đẹp nhất trong những lời tinh chất tình yêu. Tôi viết gửi anh, người tôi theo mà chưa từng gặp mặt. Anh, người đã sớm hy sinh một sáng hè trong vắt.